Đây. Chó thì đào đất cho cây đớ tơi xốp, nó bắt chước con rái cá, nhưng nó không đào dưới bụng, nó đào vô mặt em, nó đào trên. Còn thằng rái cá thì tạo ra mấy cái lỗ để cho em cắm cây đước vào, cũng là cách nó bắt ốc. Thì chính cái cách làm này của nó làm cho những cái đước trong tự nhiên nó rớt thế, nó chui vô cái lỗ, nó mọc lên dễ dàng luôn. Còn bây giờ rác nó mọc kín hết, nó không chui vô được. Ok, quý vị hiểu chưa? Rái cá vuốt bé ở trong rừng đước có nhiệm vụ bảo vệ và trồng rừng đước ha. Quý vị bắt nó về nhà làm thú cưng làm cái gì? Trời ơi, nó hoài mà không có thức tỉnh.